Ngon không? Biết rồi. Rồi, rồi chú mời nó thông báo. Ok. Cầm cái máy quay nó quay trước rồi. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các người biết tăng ai không? Ta được, chắc các ngươi cũng biết ta là được gọi là zombie thường là một xác sống, nhưng tại sao ta lại có thể sống ở đây được? Tại vì do ta quá đẹp trai hả? Hôm nay ta có gì cái thông báo. Cái này nó được gọi là, đây là sự thật khi Dustin Ruby Gaster, nhân vật bí ẩn đánh Ruby Gaster, nó sẽ ra vào hôm nay. Thì ta sẵn sàng cái nói ngon là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là tụi nó sẽ ra hồng chi. Và tạm biệt và hẹn gặp lại các người ở một cái video sau rồi ta sẽ quay phim này. Bye bye. Trong cái bánh này chít ngáo cái gì nữa? Tôi biết rồi, tôi đã không báo rồi. Ok.